điểm quan trọng trong tính cách. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh zoom cận gương mặt. Như thường lệ trong nhiều tháng qua, nữ hoàng nội y tiếp tục sử dụng phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Điểm nhấn là phần má ửng hồng và đôi môi bóng căng mọng. Cùng với loạt ảnh này, Ngọc Trinh còn đính kèm dòng trạng thái hé lộ gu chọn người yêu của bản thân. Cụ thể, người đẹp Trà Vinh viết: "Gu của tôi là lạnh nhạt với tất cả những dịu dàng với mỗi mình tôi. Nhưng dịu dàng với mỗi mình tôi." Dòng trạng thái của Ngọc Trinh nhanh chóng gây chú ý và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đây không phải là lần đầu tiên nữ người mẫu đề cập đến chuyện yêu đương hay bạn trai. Sự việc này diễn ra liên tục khiến ai nấy đều tin rằng Ngọc Trinh đang hẹn hò. Từ khi gia nhập làng giải trí, chuyện đời tư của Ngọc Trinh luôn trở thành đề tài được bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội. Người duy nhất được cô thoải mái công khai chuyện hẹn hò chính là tỷ phú Hoàng Kiều. Tuy nhiên, mối tình này chỉ diễn ra chớp nhoáng trong khoảng thời gian ngắn. Hôm 7 tháng 4, Ngọc Trinh bất ngờ diện váy cưới, nhưng cô bất ngờ tuyên bố không cần chồng mà chỉ cần một người bạn đời. "Em không cần chồng, em chỉ cần bạn đời thôi. Một người có thể làm bạn cả đời với em, cùng em chia sẻ và vượt qua mọi thứ," Ngọc Trinh thổ lộ. Từ phía Ngọc Trinh, cô không quan trọng việc kinh tế vì cô có thể tự kiếm tiền và tự lo cho cuộc sống. Hơn hết, cô cần một người đủ hiểu, sẵn sàng lắng nghe, thông cảm và luôn đồng hành cùng mình. "Anh không no được thì em cũng no. Một cây làm chẳng nên non. Có em trong đời anh không cần lo. Sóng gió đến mình cùng nghĩ cách," Ngọc Trinh chia sẻ thêm. Cùng với loạt ảnh này, Ngọc Trinh còn đính kèm dòng trạng thái hé lộ gu chọn người yêu của bản thân. Cụ thể, người đẹp Trà Vinh viết: "Gu của tôi là lạnh nhạt với tất cả, nhưng dịu dàng với..."